miễn phí nền tảng quản lý giao nhận, thu tiền hộ chuyên nghiệp cho các đơn vị kinh doanh, giúp quản lý hàng và tiền COD của bưu tá triệt để, tối ưu hiệu quả điều phối đơn hàng, quản lý tiền COD cực kỳ hiệu quả và giảm tối đa thất lạc hàng hóa. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký ngay hôm nay. Truy cập webship.vn để đăng ký ngay. Ông Trump, còn tôi, Trung Quốc sẽ không vượt được Mỹ. Ông Trump cũng phát tín hiệu không vội nối lại cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông rất vui với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và chừng nào ông còn lãnh đạo nước Mỹ, Trung Quốc sẽ không thể soán ngôi siêu cường số 1 thế giới. Chúng ta đang thu về nhiều tỷ USD, ông Trump nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News về vấn đề chiến tranh thương mại. Trung Quốc hiển nhiên là không làm được tốt như chúng ta. Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy ông Trump không vội nối lại cuộc đàm phán với Bắc Kinh khi mà đàm phán bị cho là đã rơi vào trạng thái ngưng trệ sau cuộc gặp diễn ra ở Washington cách đây ít lâu. Mỹ và Trung Quốc đã quay trở lại với việc áp thuế lên hàng hóa của nhau và Washington còn tung ra một loạt hạn chế mới nhằm triệt hạ Huawei, công ty thiết bị viễn thông vốn được xem là biểu tượng cho tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc không hề tuyệt vời vào thời điểm này, ông Trump nói. Nền kinh tế của chúng ta thì vẫn tuyệt, họ đã bám đuổi chúng ta, muốn trở nên lớn hơn chúng ta. Nếu bà Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ, thì đến cuối nhiệm kỳ của bà ta, Trung Quốc sẽ trở thành một nền kinh tế lớn hơn nhiều so với Mỹ. Nhưng bây giờ, Trung Quốc thậm chí không thể tiến lại gần Mỹ được. Người đứng đầu Nhà Trắng nói, ông tin rằng Trung Quốc muốn thay thế Mỹ ở vị trí siêu cường dẫn đầu thế giới. Nhưng, còn tôi, điều đó sẽ không xảy ra. Tôi cho rằng đó là ý định của họ, ông Trump nói. Tại sao lại không chứ? Ý của tôi là họ là những con người rất tham vọng, rất thông minh. Hồi năm 2018, các chuyên gia kinh tế của HSBC dự báo Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Theo dự báo này, tổng sản phẩm trong nước GDP của Trung Quốc sẽ đạt 26.000 tỷ USD vào năm 2020 so với mức 25,2 nghìn tỷ USD của Mỹ. Cũng trong năm ngoái, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Trao đổi với Fox News, ông Trump cũng nói, thuế quan mà ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công ty chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các quốc gia khác ở châu Á. Mỹ và Trung Quốc lẽ ra đã có một thỏa thuận rất tốt và rồi họ thay đổi. Tôi nói thôi được, chúng ta sẽ áp thuế lên hàng hóa của họ. Ông Trump nói và cho biết Mỹ sẽ thu được 100 tỷ USD hoặc hơn tiền thuế quan. Ông Trump tin rằng Trung Quốc rốt cục sẽ phải ký một thỏa thuận với Mỹ vì họ đang chết dở vì thuế quan, họ hoàn toàn khó khăn vì thuế quan. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng bất kỳ một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung nào cũng không thể là một thỏa thuận 50-50 mà thỏa thuận đó phải có lợi hơn cho Mỹ. Xét đến những hành vi thương mại trước đây của Trung Quốc mà Mỹ cho là bất bình đẳng. Từ vneconomy.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.